Giờ mình bắt đầu tới cái React.js, cái phần cuối cùng trong cái môn này. Thì trong phần React.js này thì thầy sẽ trình bày cho các bạn các nội dung, cái cách thức để các bạn triển khai một cái ứng dụng phía client ở nền React.js. Thì thầy sẽ cung cấp cho các bạn các khái niệm cơ bản về growth, về state, về component, về CSS, và đặc biệt nữa là các bạn sẽ được cung cấp cái React Router để mà mình quy định các cái URL ở phía client của mình như thế nào. Ở đây mình tạm dịch là cái bộ định tuyến đó các bạn. Rồi các bạn cũng sẽ nắm được cái vòng đời hoạt động của các cái component ở trong React.js. Rồi thầy sẽ trình bày cho các bạn cái cách sử dụng cái React Hook. React Hook tức là cái cách mà triển khai các component bằng hàm đó các bạn, được bổ sung sau này. Thì ban đầu thì thầy vẫn sẽ dùng class để thầy minh họa cho các bạn, bởi vì mình đang từ cái logic hướng đối tượng mình có sẵn rồi, mình chuyển qua đây thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Thì sau khi các bạn đã ổn nắm được logic rồi thì một nửa phần sau thì thầy sẽ dùng cái function để thầy triển khai cho các bạn nha. Thì bên ngoài người ta cũng dùng cái React Hook này rất là nhiều. Thì tới đó thì các bạn hiểu lý do tại sao người ta lại chọn React Hook. Rồi cuối cùng thì thầy sẽ nói với các bạn về cái React ISO hồi nãy đó. Là cái hồi nãy là một cái thư viện CSS thôi. Còn ở đây nó tích hợp thành một cái bộ component cho mình luôn. Đấy chứ? Thì khi mà vô đây người ta khái niệm component các bạn. Bây giờ mình đi vào cái giới thiệu React. Thì cái React là một cái bộ thư viện JavaScript các bạn. Và nó thiết kế theo cái cơ chế component base. Tức là nó phát triển cái client của nó theo cái dạng phân chia thành các cái component các bạn. Và nó được phát triển bởi Facebook. Thì cái việc mà mình tách cái giao diện của mình thành các component thì rõ ràng nó giúp cho cái phần lập trình giao diện ở phía trước của mình, cái phần xử lý client của mình nó có khả năng nó tái sử dụng cao. Thì các bạn hình dung các bạn từng học lập trình web với cái thằng Flash rồi. Các bạn học web với cái gì các bạn? Với Java rồi, Java Spring, một số bạn cũng đang học. Thì các bạn thấy nó có cơ chế để nó cắt cái giao diện ra. Nó cắt cái giao diện thành từng phần một. Mục tiêu của nó là để tái sử dụng. Và cái cơ chế chính của nó là cơ chế kế thừa. Thì ở đây, nó không có dạng cắt như vậy mà nó gọi mọi phần đó. Các bạn có thể chia thành các component. Các bạn có thể tách cái header thành component, tách body thành component, tách footer thành component, tách ra thành từng component. Component nào cố định thì giữ nguyên đó, còn component nào thay đổi thì cứ đè lên component đó là xong. Thì cái nguyên tắc, nguyên lý, cái ý tưởng thiết kế của nó là nó dựa trên component. Mỗi một cái thành phần nó tách ra, nó gọi là một component hết các bạn. Như vậy là Java React.js này nó có thể hoạt động được cả phía client và phía server luôn các bạn. Nhưng mà cái chính thì thường các bạn thấy là người ta dùng nó ở phía client nhiều hơn. Và trong ngữ cảnh này của môn này của mình đó, thì mình cũng dùng nó với vai trò là client là chính, chứ không có đụng gì tới server của nó hết. Được chưa? Như vậy là ở đây cái React.js này mình sẽ tập trung giải quyết cái phần này của cái model controller, của cái MVC controller. Hôm bữa của mình trong cái Django mình gọi là MVT đó, thì mình sẽ dùng cái này để thay thế cho cái phần template của cái thằng Django và tách biệt hoàn toàn phía client và server ra ở hai cái thứ project, thậm chí là địa lý hoàn toàn khác nhau. Được chưa? Rồi, như vậy là sơ lược về React.js như vậy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vô thẳng cái môi trường luôn. Như vậy là để làm việc được với React.js á, thì các bạn sẽ cài, đầu tiên là phải cài cái thằng Node.js trước. Thì khi mà các bạn cài cái thằng Node.js rồi á, thì các bạn sẽ có một cái công cụ nó gọi là npm. npm là Node Bucket Manager đó các bạn, là cái bộ quản lý các cái thư viện mà mình sử dụng. Thì các bạn có thể dùng cái npm này các bạn cài đặt các thư viện. Giống như các bạn đang học bên Python thì các bạn có cái công cụ là Bit vậy. Thì bây giờ làm ứng dụng phần mềm thì ở đâu nó cũng có công cụ quản lý các cái thư viện hết trơn các bạn. Nó không phải như xưa là mỗi lần lấy thư viện phải tải về để double click rồi đủ thứ chuyện. Bây giờ mỗi thằng nó có công cụ hết. Các bạn làm bên Netcore nó cũng có công cụ luôn. Công cụ để mà chạy lệnh như thế này để quản lý các cái thư viện. Thấy chưa? Thì ở đây bên cạnh cái thằng npm á, thì nó có một cái thằng rất là tiện dụng hơn. Nó được sử dụng cũng phổ biến bây giờ. Đó là cái thằng JAR, thằng JAR này. Thì cái thằng này nó cũng là một cái bộ công cụ để nó quản lý cái thư viện của mình và nó đạt được cái hiệu năng khá tốt và nó đảm bảo được cái tính tin cậy. Thì ở đây cái việc mà tạo project bằng cái thằng JAR này thì thằng JAR này đó nó tiện dụng hơn cho việc so với cái việc tạo bằng npm. Do đó ở đây thầy sẽ dùng cái công cụ này thầy tạo cho các bạn. Còn nếu có bạn nào biết rồi mà dùng cái này tạo thì cũng không sao, không vấn đề, miễn làm sao các bạn ra được cấu trúc project nó ổn là được. Được chưa? Như vậy là để tạo một cái project React thì nó đơn giản thôi các bạn, với cái công cụ JAR này thì đơn giản thôi. Thì sau khi mà các bạn có được cái này rồi đó, thì bước số 1 là các bạn, nếu mà các bạn sử dụng JAR thì các bạn bước thêm bước này là cài thêm cho thầy cái thằng JAR này vô, gạch G là global đó các bạn. Được chưa?
Rồi sau đó các bạn dùng cái lệnh như sau để tạo ra project đầu tiên nè. Sau đó sau khi cài thằng này rồi thì các bạn dùng thằng này để mình tạo project React ra. À, cái này là cái lệnh để tạo project React các bạn. Trong cái thằng npm nó cũng có cái lệnh giống giống vậy. Còn cái này là gì? Tên của project. Tên của project. Rồi sau khi các bạn tạo ra xong, à như vậy là các bạn cứ vô đây, các bạn dùng cái jar start thì lúc đó nó sẽ chạy cái server, là lúc đó mình có cái ứng dụng web đầu tiên với cái thằng React.js. Được chưa? Thì bây giờ mình thử mình tạo một cái project để mình làm cho cái API mà mình đã có trước đây. À, thì bây giờ mình tạo project lần lượt ra như sau. Bây giờ ví dụ ha, thầy đặt cái project của thầy ngay cái vị trí thực hành, trong cái thư mục thực hành này. Thì các bạn có thể dùng thằng này cũng được ha, dùng thằng này. Rồi các bạn CD vô ngay cái vị trí đó, hoặc là các bạn dùng một cái terminal các bạn làm cũng được. Bây giờ thầy biết trực tiếp ở trong đây ha. Bây giờ các bạn vô đây. À, các bạn dùng một cái terminal nào đó, new terminal. Rồi, thì ở đây là các bạn coi cái vị trí nè ha. Thì các bạn có thể copy cái đường dẫn này ở đây. Ví dụ như thầy đặt đường dẫn, thầy mở ở đây luôn này. Thầy mở cái terminal của thầy nha. Đây, mở terminal ở đây. Rồi các bạn có thể CD ở trên máy của các bạn. Rồi thì thầy có một cái terminal, được chưa? Hoặc là các bạn làm ở trong cái thằng Visual Code luôn cũng được. Thì cái lệnh đầu tiên nè, lệnh đầu tiên là mình cài cái này ha. Là các bạn có cái npm thì thầy cài rồi, cái Node.js thì thầy cài rồi chứ. Get global, yeah. Rồi. À, cái này do trên máy của thầy nó cần cái quyền các bạn, do đó thầy để sudo. Rồi xong ha, cài xong cái dây. Rồi à, sau khi cài xong rồi thầy đang đứng thư mục của thầy nè. Thì bước tiếp theo là các bạn làm gì? À, các bạn tạo ra project với cái lệnh này, jar react react app. Rồi sau đó tới cái tên, thích đặt tên gì đặt ha. Rồi, tên ở đây thầy đặt cho nó khác chút. Ethers app. Được chưa? Thầy đặt rồi, vậy cũng được. Rồi, thầy đặt tạo ra một cái React như thế này. Rồi, các bạn chờ để nó tạo ra cái project. Nó sẽ đưa một số cái thư viện liên quan vào trong cái project của mình luôn. Rồi ha. Như vậy á, ở đây nó gợi ý cho mình một số cái hàm tiếp theo này. Mình có thể dùng cái này để mình start server lên. Thì bây giờ mình quay lại terminal ha. Mình đây mình có cái app này. Bây giờ thầy kéo vô đây để thầy trình bày cho các bạn. Thầy kéo vô cái thằng bắt đầu mình biết ở trong đây. Rồi thầy tắt này đi ha. Rồi. Như vậy là lúc này mình có một cái cấu trúc project như thế này các bạn. Đây cấu trúc project có sẵn ha, nó tạo ra cho mình. Bây giờ mình chạy lên thử đi rồi sau đó thầy sẽ giải thích cho các bạn một số chỗ. Thì các bạn có thể chạy trực tiếp ở đây cũng được các bạn. Hoặc là bây giờ các bạn có cái vị trí này rồi á, thì các bạn vô cái terminal, các bạn nêu cái terminal ra. Rồi thì nó sẽ trở tới ngay cái vị trí project của mình. Thấy chưa? Đây trong terminal này nó cũng giống giống như thế này thôi. Rồi các bạn gõ cái lệnh jar start. Đó thì lúc này nó sẽ chạy cái server của cái React.js lên. Thì lúc này nó sẽ nạp cái trang của mình lên các bạn. Nó sẽ tự chạy lên sau khi nó hoàn tất cái server này. Đây, như vậy là mình có cái trang đầu tiên với cái thằng React.js và đây chính là cái trang mặc định của cái project React mà nó vừa mới tạo ra cho mình. Thì lúc này các bạn sẽ thấy nó sẽ nạp lên với cái localhost và cái port của nó là mặc định là 3000. Được chưa? Thì mình chờ nó nạp cái nội dung này lên. Đây là cái trang mặc định của nó các bạn. Như vậy là bằng cái lệnh như vậy các bạn đã tạo ra được một cái ứng dụng, một cái trang mặc định với cái thằng React.js rồi. Thì bây giờ mình đi sơ qua cái cấu trúc của nó một chút. Đây, cấu trúc của React.js.
À, thì ở đây nó chia là mọi thứ làm component. Các bạn thấy như thế này, nó sẽ có một cái thư mục là cái thư mục public. À, thư mục public thì trong thư mục này nó sẽ chứa một cái tập tin HTML duy nhất các bạn. Thì cái React.js là một cái dạng ứng dụng, nó gọi là single page, à, một trang duy nhất thôi. À, như vậy là các bạn thấy toàn bộ chương trình mình thật ra chỉ có một trang HTML duy nhất, mọi thứ còn lại là mình xử lý component để nó load React, à, nó load Ajax lên. À, các bạn cảm giác mỗi cái phần nào update là nó chỉ update đúng cái phần đó thôi. Thì React là một dạng phát triển single page, được chưa? Do đó là suốt quá trình làm các bạn thấy là thầy chỉ dùng duy nhất một file này thôi, chứ thầy không tạo một cái HTML nào nữa. À, thì đây bởi vì nó đang là dạng ứng dụng single page mà. À, tương tự như vậy thì cái tập tin HTML này các bạn thấy nó cũng không khác nhiều so với cái tập tin HTML mà mình đã học, thì nó cũng gồm những cái thẻ link rồi gồm những cái thẻ body, và trong đó các bạn để ý là nó có một cái thẻ nó đặt ID là root. Thì một lát nữa cái chỗ ID là root này này các bạn là cái chỗ mà nó nạp mọi thứ từ React vô đây, được chưa? Các bạn có thể đổi tên cái này là gì cũng được, nhưng mà lát nữa các bạn phải sửa code các bạn lại nha. Như vậy là mình phải có cái vùng div, giống như hồi nãy thầy lập trình HTML vậy, thầy cũng có vùng ID để thầy bóc nó lên, thầy đổ dữ liệu ra các bạn. Thì lát nữa thằng React nó cũng dựa trên ID này để nó đổ dữ liệu ra, được chưa? Và mình cung cấp cho nó cái vùng này ha. Rồi, đó là cái thứ nhất. Ngoài ra các bạn cũng sẽ có một số cái hình ảnh public ở đây, thì ở đây người ta để sẵn hai cái này để người ta thiết lập logo đó các bạn. Thì các bạn có thể thay đổi mấy cái ảnh này tùy ý, nếu các bạn cần cho cái ảnh của mình thay đổi thì các bạn quăng vô đây để thay đổi mấy cái này, được chưa? Ở trong đây các bạn sẽ thấy nó có một cái file robot nữa các bạn. File robot này nó có cái, nó rất là đặc biệt nha các bạn. Thì cái này sau này nếu mà các bạn làm SEO á, thì cái file robot này các bạn có thể cấu hình một số cái đường dẫn hay là domain các bạn không muốn search engine nó quan tâm tới, thì lúc đó các bạn có thể cấu hình trong cái robot trong file robot.tt này. Đây là một cái file rất đặc biệt, nếu mà bạn nào học về ứng dụng thương mại điện tử thì chắc chắn các bạn sẽ nghe được đề cập tới cái file robot này. Thì cái mặc định khi mình đưa lên server thì cái thằng Google Search Engine là nó đều index hết để nó đánh chi bộ cho người ta tìm kiếm. À, nếu mà các bạn muốn một trang nào đó mình muốn ẩn đi hoàn toàn với thằng Google thì các bạn có thể cấu hình ở trong cái robot này bằng các cái thông tin giống như thế này, khai báo như thế này để các bạn ẩn nó đi. Được chưa? Thì cái này là file cấu hình robot, thì các bạn lên các bạn search thêm cái từ khóa robot file thì nó sẽ có nhiều cái dạng cấu hình để các bạn chỉnh ở trong đây. Thì cái này thì giới thiệu qua để các bạn biết là có một dạng tập tin như vậy nha. Rồi, sau đó như vậy là cái phần này là cái phần public, còn này là icon thôi, còn này là tập tin HTML duy nhất để dùng phát triển cái trang web của mình. Ngoài ra mình sẽ không tạo thêm HTML nữa nha, và hầu như cái thư mục này mình ít đụng tới các bạn. Mình sẽ đụng tới cái thư mục là sụt là chính, được chưa? Thì các bạn thấy là thư mục sụt ở đây đó thì nó tạo ra cho mình một số cái tập tin sẵn, thì trong đó cái nơi mà nó bắt đầu nó chạy cái thằng React á, chính là cái tập tin này. Để các bạn mới nhìn đây một chút, thì đây là các cái lệnh để nó nạp cái React lên này các bạn, được chưa? Thì đây là các cái lệnh của cái thằng module bắt tin mà hôm bữa các bạn đã học, tức là cái cách để import từ một cái bắt từ một cái module khác vào, thì các bạn cũng dùng cái cú pháp là roam từ cái gói nào đó các bạn import vô. Thì cái này nó hơi ngược ngược lại với bên bên cái thằng Python đó các bạn, nó cũng học hỏi từ cú pháp Python thôi, nhưng mà nó ngược lại một chút. Là Python là import rồi roam, còn nó roam cái gì đó rồi import, còn thằng này nó import và nó roam, nó ngược lại nha. Thì ví dụ như đây là nó import nguyên một cái tập tin CSS này các bạn. CSS này thì chả có gì khác với của mình, CSS giống hệt vậy, thì cũng dùng các cái cú pháp này để biết thôi, được chưa? Thì sau khi các bạn biết xong, các bạn import vào đây thì nó sẽ có tác dụng ở lên đây. Và cái lệnh để bắt đầu các bạn render một cái thành phần lên là các bạn dùng lệnh này, React DOM. React DOM này là từ cái này này, được chưa? Các bạn gọi phương thức render, và đây chính là cái phần mình nạp. Những cái này người ta gọi là các component đó các bạn. Các bạn hình dung component là cái gì các bạn? Ở trong Java, trong HTML đó là mình có các thẻ đúng không? Thì bây giờ các bạn có thể dùng React để tạo ra các thẻ giống hình như vậy, là những thẻ đó do mình định nghĩa, thì những cái thẻ đó người ta gọi là các component, thì nó đều có các thuộc tính ở trong đó giống như thẻ bình thường vậy, nhưng mà mình được khai báo thuộc tính của riêng mình ha. Rồi, ở đây các bạn thấy nó dùng một cái lệnh gì đây? À, nó dùng một cái lệnh là lấy cái root. À, cái lệnh này nó đang làm gì các bạn? Nó đang lấy cái đồng chí này nè. Đây, mình mới nhìn đồng chí này đây. Đây, nó đang lấy cái đồng chí này lên này nè. Đây, div id root ha, nó thực hiện nó lấy lên và nó nạp toàn bộ cái component này lên cái vùng đó đó các bạn. Được chưa? Rồi, thì các bạn mới nhìn vô đây, đây là cái trang mà nó sẽ dùng để chính nó chạy đầu tiên, giống như cái main vậy. Thì trong đây nó tạo ra cho mình một cái component đầu tiên nè các bạn. Cái component này nó viết bằng hàm.
Được chưa? Thì lát nữa thầy sẽ, như thầy nói ban đầu, mình sẽ tiếp cận bằng class trước rồi thầy mới cho các bạn hàm sau. Thì đây là nó tiếp cận bằng hàm, và đây là một cái đoạn HTML mà nó viết để nó trả ra cho một component. Thì một cái đặc điểm của lập trình với React.js đó là mình sẽ viết HTML bên trong JavaScript. Lát nữa mình sẽ có cái ngôn ngữ để làm cái chuyện này. Để mà mình tương tác với phía server, mình nhúng JavaScript thẳng vào trong đây mình xử lý luôn, không cần phải đưa ra ngoài kia. Được chưa các bạn? Như vậy là ở đây nè, các bạn thấy cái app này ha, cái function app nè, thì qua bên index đó các bạn mới thấy là nó nạp lên giống như một cái thẻ vậy. Đây chính là cái app này. Được chưa? Nó nạp lên giống như cái thẻ vậy. Thì code của mình là tất cả mình viết ở trong cái thư mục này là chính. Được chưa? Còn ở đây là cái giao diện này mình ít đụng tới ha. Thì trong đây các bạn sẽ thấy có một cái tập tin rất đặc biệt, nó gọi là các packagization. Packagization thì hầu hết các cái project của cái thằng Node nó đều có cái tập tin này. Thì trong packagization này nó sẽ chứa các cái thư viện mà mình đang sử dụng trong cái hệ thống của mình, mấy cái này này, mấy cái lệnh rồi mấy cái thư viện mình sử dụng ở trong đây. Với có một cái là Node module chứ, Node module mới là chứa các thư viện của mình đang sử dụng đấy nè. Bạn thấy không, các thư viện mà lúc mà nãy nó cài khi nó tạo ra đó, lát nữa mình cài thì nó cũng vô cái Node module này, và nó sẽ khai báo ở trong cái packagization này cho mình khi mà mình cài thêm cái thư viện khác vô nha. Rồi, như vậy là sơ sơ như vậy, đó là các cái thành phần của, còn cái git ignore này cho ai cũng biết rồi, nó tự tạo ra cái git cho mình luôn á. Nếu các bạn đưa lên trên GitHub git ignore này thì các bạn biết rồi, thấy chưa? Còn mấy cái này đó, nó liên quan tới cái xử lý cài đặt deploy, thì cái này mình nói sao, mình chỉ tập trung vô cái phần triển, phần xử lý trước, thì mấy cái phần triển khai mình tính sao ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm hiểu từng thành phần một ở trong cái React.js để mình bắt đầu triển khai nó. Thì các bạn coi như thế này. Như vậy là cái đầu tiên mà mình sẽ tìm hiểu đó chính là cái cây đâm ảo. Như vậy là các bạn coi như thế này. Như vậy là khi mà các bạn học JavaScript thì các bạn biết là mỗi một cái trang HTML của mình, trước khi mà nó build ra đó các bạn, nó sẽ build thành một cái cây đâm. Cây đâm là viết tắt của gì các bạn? Là Document Object Model. Như vậy là các bạn muốn tương tác với các thành phần trên trang web, các bạn muốn đổi màu, đổi nội dung hay là đổi style thì các bạn phải tương tác với cái cây đâm này. Như vậy là JavaScript bình thường mình học là mình tương tác cây đâm thật, là cây đâm trên trang web của mình. Còn phong cách của cái thằng React.js là nó sẽ tạo ra cho mình một cái cây đâm ảo. Cây đâm ảo. Cây đâm ảo này thì hiển nhiên là nó cũng từ cái cây đâm thật mà nó ra. Nhưng mà mỗi cái thao tác mà mình lập trình, mình thay đổi nội dung trên trang web đó các bạn, là nó tương tác trên cái đâm ảo này. Được chưa? Và cái việc mà tương tác trên đâm ảo này, nó mục tiêu của React nó nhằm nó cải thiện cái hiệu năng nạp cái ứng dụng web. Và khi mà trên cái đâm ảo này các bạn nó phát hiện có cái gì đó thay đổi, một cái nội dung nào đó thay đổi, thì khi đó nó sẽ so sánh giữa cái đâm thật và cái đâm ảo, thì cái chỗ nào thay đổi thì nó chỉ update đúng cái chỗ đó thôi các bạn, còn ngoài ra nó không có nạp lại. Như vậy nó sẽ giúp cái hiệu năng của mình nó tốt hơn. Và khi đó cái node ở đây này nó sẽ không ảnh hưởng, khi mà nạp một cái node thay đổi nó hoàn toàn nó không ảnh hưởng tới cái node khác, tức là các thành phần khác ở trên cây đâm nó không bị ảnh hưởng. Các bạn thay đổi thằng nào trên đâm ảo thì tự động nó phản ánh cái thành phần đó lên trên đâm thật một cách real time, và nó những cái thành phần khác hoàn toàn nó không bị ảnh hưởng nha. Như vậy là mọi cái thao tác mà các bạn lập trình trong React là nó tương tác với đâm ảo này rồi. Còn cái việc mà nó chuyển từ đâm ảo qua đâm thật là cái chuyện React nó lo, mình không quan tâm. Mình chỉ biết một điều rằng là trên đâm ảo có cái gì thay đổi là nó thay đổi đúng cái phần đó thôi, mấy cái phần khác nó không có ảnh hưởng, và nó sẽ giúp cho cái hiệu năng xử lý tốt hơn nha. Rồi, như vậy là khi mà làm việc với React, các bạn sẽ có một cái khái niệm, một cái ngôn ngữ, giống như ngôn ngữ vậy, nhưng để gọi là JSX. Thì cái này nó viết tắt của cái từ JavaScript XML đó các bạn. Thật ra thì trong React làm không cần cái này cũng làm được, nhưng mà thường người ta đều kết hợp với cái này để mà làm cho cái thao tác lập trình trên React nó tiện dụng hơn các bạn. Như vậy là JSX là cái gì? JSX là cái phong cách lập trình mà mình được phép viết JavaScript nhúng vào, viết HTML trong tập tin JavaScript các bạn. HTML mình viết thẳng trong JavaScript, thì mọi thứ thay đổi gì đó là các bạn cứ thay đổi ở trong cái HTML, trong cái JavaScript hết, và khi đó nó sẽ tác động lên đâm ảo. Và sau khi đâm ảo nó có thay đổi thì tự động nó sẽ map qua trên cái đâm thật của mình. Được chưa? Thì do đó là một lát nữa khi mà làm React các bạn sẽ thấy là hầu như HTML của thầy là thầy viết trong JavaScript hết, chứ thầy không viết trong tập tin HTML truyền thống nữa. Được chưa? Đây chính là cái style, phong cách của React. Được chưa các bạn? Bằng JSX là viết code HTML bên trong của tập tin JavaScript. Và các bạn nhớ giùm thầy một điều á, khi mà chuyển về JavaScript rồi thì các bạn phải tuân thủ cái chuẩn đặt tên của JavaScript. Cái này rất quan trọng.
Cái chuẩn đặt tên của JavaScript các bạn nhớ là nó giống hệt cái chuẩn đặt tên của thằng Java vậy. Tên lớp là nó phải dùng upper camelcase, là cái chữ lạc đà hoa. Còn cái tên biến và tên hàm là nó dùng lạc đà thường các bạn ha, lạc đà thường. Như vậy là trong đây đó, khi mà đã biết HTML bên trong JavaScript này rồi thì các thuộc tính mà nó có cái dấu gạch nó nói với nhau thì các bạn phải chuyển thể cái tên nó thành dạng lower camelcase hết, chứ không biết giống như JavaScript. Ví dụ như class thì các bạn sẽ đổi tên thành class name. Trong một cái thẻ đó mình sẽ có class name như thế này, được chưa? Rồi sau đó mình mới bỏ cái tên vô đây để mà mình bắt đầu dùng cái đó là class. Khi nó build ra cái HTML thì tự động nó chuyển về class thôi, được chưa các bạn? Mặc dù các bạn để tên thường nó vẫn được nha, nhưng mà trong đây đúng cái chuẩn của nó thì hiển nhiên nó sẽ hoạt động tốt hơn và nó chuẩn hơn nha. Như vậy là nhớ là một nguyên tắc đầu tiên đó là những cái tên khi vào trong JavaScript này rồi là phải tuân thủ chuẩn lower camelcase hết, là lạc đà hết. Do đó là những cái môn lập trình đầu tiên thầy mới luôn luôn nhắc các bạn phải tôn trọng cái chuẩn đặt tên của người ta, là tập thành một cái thói quen tốt, nó sẽ ảnh hưởng tới lâu dài tới cái phần phía sau nha. Rồi như vậy là trong một cái DSS này nó sẽ trả ra, nó có thể nó trả ra các cái thành phần bọc trong một cái thành phần khác, tức là trả ra HTML đó các bạn, không có gì phức tạp hết, trả ra HTML và trong HTML đó chỉ cần các bạn bọc trong một cái container, một cái div nào đó hoặc là một cái session nào đó là được. Thì một lát nữa tới phần demo thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Thì các bạn mới nhìn vô trong cái ví dụ hiện có nè. Đây là một minh họa một component. Thì đây là một cái tập tin JavaScript các bạn. Như vậy là các bạn thấy là lúc này nó trả về HTML này các bạn. HTML bây giờ nó viết trong, nó viết bên trong của thằng JavaScript chứ không phải là viết bên trong kia nữa. Và khi các bạn trả về như thế này đó thì nguyên cái này nè, nó sẽ đóng gói thành một cái component. Nó đóng gói thành một cái component. Và cái component đó một lát nữa đó nó sẽ bỏ vô đây. Đây nó bỏ vô chỗ này. Và toàn bộ nội dung này nó bỏ vô ngay cái phần root của HTML sau khi nó build ra. Thấy chưa? Và các bạn thấy là HTML bây giờ là được viết ở trong đây. Thì cũng là các thẻ của mình các bạn. Nhưng mà các thẻ này bây giờ người ta gọi là các component. Component. Và thuộc tính class của nó bây giờ thì phải theo chuẩn camelcase là class name. Thấy chưa các bạn? Còn cái giá trị thì các bạn được nhúng giá trị của JavaScript trực tiếp vô đây. Đây class name này. Còn các thẻ thì vẫn bình thường các bạn. Các thẻ chuẩn thì các bạn cứ dùng thoải mái. Nhưng mà cái thuộc tính khi khai báo thì nhớ là phải tuân thủ cái chuẩn đó nha. Rồi như vậy là cái JSX như thầy nói đó, JSX thầy nói là nó không bắt buộc ha, nhưng mà việc sử dụng cái này nó sẽ giúp cho mình lập trình dễ hơn và nhanh hơn với cái React. Thấy chưa? Và nó đảm bảo được an toàn, và trong đây nó check luôn cái cú pháp luôn các bạn. Hồi xưa các bạn biết cái thằng HTML thì các bạn biết rồi, đôi lúc mình quên đóng hoặc là quên nháy thì thỉnh thoảng trình duyệt nó vẫn chạy láng hết, nó không có lỗi gì hết. Thì ở trong đây nó kiểm tra cú pháp, các bạn sai cú pháp, thiếu dấu nháy là lập tức nó bị lỗi ngay. Thì nó sẽ giúp cho cái việc lập trình của mình hạn chế nhiều cái vấn đề hơn nha. Như vậy là trong cái JSX này nó sẽ chia tất cả các thành phần của trang web, bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới, model gì đó, nó sẽ chia ra, nó gọi là component. Như vậy là cái việc tách component này nó giúp cho mình gì các bạn? Cũng giống cái nguyên tắc mình làm template ở trong các ngôn ngữ khác, nó giúp cho mình dễ bảo trì hơn, dễ mở rộng hơn và dễ tái sử dụng hơn. Thấy chưa? Thì nguyên lý hoạt động chính của nó là component. Thì bây giờ các bạn mới đi vào cái khái niệm component. Thấy chưa? Như vậy là trong cái React.js nó sẽ chia nguyên cái trang web của mình ra nhiều phần. Mỗi phần nó gọi là một component. Thì một lát nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn tạo component. Thì cái này là component nè các bạn. Đây cái này này. Đấy cái này là một component. Và cái tên của component là cái này. Và khi các bạn sử dụng đó thì các bạn sử dụng y hệt như một cái thẻ HTML vậy. Đó thì cái này người ta gọi là component. Ha. Rồi, như vậy là component thì thầy nói rồi, nhớ cái từ này rất là quan trọng khi nói về component ha, mấy cái từ màu đỏ. Rồi, như vậy là component thì nó giống như một cái hàm hoặc là một cái class, các bạn có thể viết bằng hàm hoặc bằng class, nhưng mà cuối cùng nhớ trả về một cái HTML nào đó. Đó là đặc điểm của component. Thì để phát triển component, các bạn sẽ có hai giải pháp, một là dùng class, hai là dùng hàm. Được chưa? Nhưng mà cái việc mà dùng class hay dùng hàm đó thì cái việc mà được dùng thường xuyên hơn các bạn. Nhưng mà ở đây thầy sẽ cho các bạn tiếp cận bằng class trước, bởi vì cái logic hướng đối tượng nó thể hiện rõ cái luồng hoạt động của nó. Thì khi mà các bạn nắm cái flow nó rồi đó thì các bạn cứ dùng hàm thoải mái. Chưa? Do đó là thầy sẽ demo phần nửa phần đầu là dùng cái class để biết component. Thì trong sau nửa phần đầu đó các bạn quen rồi thì thầy sẽ chuyển sang cái phần function. Thì hôm bữa cái phần JavaScript cơ bản thì thầy có nói các bạn rồi, cái class function cái này nó cũng có thể làm như một class. Trong cái demo trước thì các bạn cũng biết rồi. Chưa? Như vậy là mình biết component đơn giản là hàm và bỏ vô danh sách các thuộc tính của component.
Còn ở đây là mình viết thành một lớp và lớp đó phải kế thừa React component. Thì hai cái thằng này là tương đương với nhau. Được chưa? Nhưng mà cái này dùng class để viết, còn cái này dùng function để viết. Rồi sau đó các bạn nạp lên trên cây đầm của mình như thế này. Được chưa các bạn? Rồi, thì đó là phần giới thiệu ha. Rồi bây giờ trong component thì các bạn biết như thầy như thế này. Khi tạo một component thì các bạn phải kế thừa. À đây là logic rất rõ ràng, là các bạn phải kế thừa một thằng nó gọi là React component, thì lúc đó nó mới trở thành cái component của các bạn được. Và trong cái component này, nó lớp này nó phải có một cái phương thức là render, và phương thức này nó sẽ dùng để nó tự gọi, để nó trả về cái HTML mà nó sẽ render lên giao diện cho mình thấy. Tương tự như vậy thì nó sẽ có những cái phương thức constructor, thì cái này bữa class thầy đã trình bày rồi thì không nói nữa. À, thì nó cũng tương tự giống như constructor mà mình đã học ở trên cái các cái hướng đối tượng ở trong Java vậy. Rồi. Rồi ha, đây là quy tắc tạo một component. Thì bây giờ các bạn nhìn thầy tạo mẫu ra một cái component cơ bản như thế này. Rồi, bây giờ để tạo một component mới đó thì các bạn cứ việc tạo ra một cái tập tin bình thường thôi. Ha, thì ví dụ như ở đây thầy tạo ra một cái tập tin là user component đi, thì cũng tập tin JavaScript thôi các bạn. User rồi các bạn tạo ra một cái tập tin JS ha, sửa tên này lại. Rồi đây là user, đây thầy xóa luôn đi. Rồi tạo lại nha. À quên, cái này nó tạo ở trong cái, để thầy đóng cái này lại. Nó tạo trong cái node module nữa mà. Mình đặt chuột ở bên ngoài để cho nó tạo ngoài. Rồi bây giờ thầy tạo ở ngay cái vùng này ha, vùng src, các bạn tạo trong src. Thầy tạo tên là user .js. Rồi, một tập tin JavaScript bình thường thôi. À như vậy là cái việc đầu tiên các bạn phải import cho thầy cái React từ cái module React có sẵn lúc hồi nãy mình cài đó. Thì các bạn import React. Rồi, Rome React. Hay chưa? Thì cái này là cái module bắt tên hôm bữa thầy đã trình bày với các bạn trong cái phần React JS, trong phần JavaScript hôm bữa đó. Thì mình import từ một cái folder mình xài ha, thì nó na ná với cái Python vậy các bạn. Rồi sau đó mình khai báo một class là component, ví dụ như thầy nói là class user. Được chưa? Thì các bạn phải kế thừa lại cái React component. Như vậy là các bạn extend React.component. Đó. Như vậy là khi mà các bạn kế thừa như thế này rồi đó, thì lúc này cái này nó trở thành component. À, và các bạn muốn component này cho bên ngoài nó sử dụng đó, thì các bạn export nó ra. À như vậy là export default component user. Cái dòng export này các bạn có thể ghi trên đây cũng được, à, nhưng mà thường thầy ghi R như vậy để cho dễ quản lý thôi ha. Thì như vậy là thầy export default ra một cái component ở đây. À như vậy là trong đây là cái class này nó trở thành component rồi các bạn. Như vậy là bây giờ thầy phải có một phương thức render để thầy trả HTML ra để nó hiển thị. Bây giờ render của thầy như sao? Các bạn cứ khai báo phương thức bình thường giống như là bữa mình học vậy ha, render. Và trong đây mình phải return về một HTML, đó là cái cấu trúc của nó. À như vậy là mình return nè. Đóng mở ngoặc nha. Rồi trong đây các bạn muốn biết cái gì biết. HTML bình thường mình đã học, mình muốn biết gì biết. Bây giờ đơn giản thầy trả ra cho nó một cái dòng chữ thôi. H1. Ví dụ như là welcome vậy đó. To our website ha, câu nói rất kinh điển đây. Rồi, đơn giản vậy thôi. Được chưa? Rồi, như vậy là thầy có được một component rồi các bạn. Nha. Thì bây giờ thầy mới dùng component của thầy, thầy hiển thị lên trang web. Bây giờ thầy thay thế cho cái trang chủ. Cái trang chủ thì hiện tại là nó đang nạp cái thằng gì các bạn? Nó đang nạp cái app. Đúng không? Thì bây giờ thầy không muốn nó nạp cái app nữa, mà thầy muốn nó nạp cái component user của thầy. Thì thầy bỏ cái này đi. Ha. Thầy thay bằng cái user của thầy. Trong cái index. Đây. À, các bạn thấy là khi mà các bạn enter thì tự động nó import vô nè. Đó, nó import rom ha, rom chấm từ cái component của thầy, và nó import class component của thầy vô. Được chưa? Lúc này cái app thầy không dùng nó, thầy đóng lại. Được chưa các bạn? Rồi sau đó các bạn chạy lại server thôi. Thì lúc này cái trang chủ á,
nó sẽ nạp cái thông tin user của thầy lên là nó chỉ có một dòng duy nhất là welcome này thôi, chứ không phải là cái trang của React hồi nãy nữa. Rồi mình chạy cái lệnh này lại, chạy server lại nữa. Rồi lúc này các bạn thấy cái trang này nó đang nạp lại đó các bạn. Đây nó đang reload lại ha. Rồi thì lúc này cái trang của mình nó chỉ là cái dòng chữ của mình thôi. Được chưa? Như vậy là mình đã nạp được một component của mình lên rồi. Nha. Như vậy là đơn giản, cái việc viết component chỉ làm gì thôi các bạn? À, chỉ việc tạo ra một cái class và cái component này nó kế thừa lại cái React component. Và trong đây các bạn phải có một cái phương thức render trả về HTML mà mình sẽ sử dụng. Và trong đây là chính là cái chỗ mà mình sẽ gọi API của mình nạp dữ liệu lên đó các bạn. Mọi thứ sau khi mình chuẩn bị xong trên cây ảo rồi thì nó sẽ phản ánh trên cây thật. Được chưa? Rồi, như vậy là tạo component đơn giản vậy thôi ha. Bây giờ mình đi vô một số cái khác. Rồi nhớ phải có export nha các bạn. Các bạn không có cái dòng export này là nó sẽ không có biết bên kia, nó không có import vô nó sử dụng được. Hôm bữa mình học cái module button thầy nói rồi, mình chỉ import được những thứ export thôi nha. Còn các bạn để khơi khơi vậy thì nó không có import được nha. Rồi như vậy là các bạn nhớ giùm thầy nè, khi mà các bạn tạo component đó, lúc nào các bạn cũng phải có một cái thành phần cha như thế này để nó bọc tất cả các thành phần lại. Tức là một, các bạn chỉ được phép trả ra một cái như thế này thôi, còn bên trong này các bạn muốn tạo bao nhiêu thành phần cũng được. Do đó là khi mà các bạn trả ra một cái HTML chỗ này đó, phải luôn luôn có một cái thành phần cao nhất và chỉ duy nhất một cái cha cao nhất ở đây. Và bên trong này các bạn muốn viết bao nhiêu cũng được, là luôn luôn các bạn phải bọc một cái thành phần ở trong đây các bạn. Thấy chưa? Đó là bắt buộc của React. Tuy nhiên trong một vài tình huống á, cái việc mà bọc vô như thế này nè, nó có thể nó sẽ làm vỡ một số cái CSS mà các bạn đã biết. Ví dụ CSS các bạn biết là trong đây mình chỉ nhu cầu mình trả ra thằng này thôi, là đúng cấu trúc CSS của mình, mà phải bọc thêm bất kỳ một thằng nào khác á, thì nó lại làm ảnh hưởng tới CSS của mình. Thì khi đó trong cái component nó cho mình một cái cơ chế là mình vẫn đạt được cái cơ chế bọc lại nhưng mà sẽ không tồn tại mấy thằng này. À, cái này nó gọi là fragments. À, fragment. Thấy chưa? Như vậy cái React fragment là gì? Nó cho phép mình gom các thành phần lại mà mình không cần mà chỉ định một cái container nào cả. À, như vậy là với cái React, với cái fragment này, ngoài cái việc nó giúp cho mình tiện sử dụng hơn thì quan trọng hơn, nó sẽ thực thi nhanh hơn và nó tiết kiệm bộ nhớ nữa các bạn. Được chưa? Thì bây giờ các bạn nhìn ví dụ này. Đây, nhìn ví dụ như thế này ha. Các bạn nhìn lên cái trang này nhé. Đây, chuột phải, kiểm tra. Thì các bạn thấy là cái thẻ deep của mình trả ra nó bọc lại nè, thấy không? Thẻ deep nè, bây giờ giả sử thầy không muốn có cái thằng này, mà trong đây giả sử thầy có tới hai thành phần đi, ngoài H1 ra thì có cái H2 nữa đi. À, ví dụ như là y ha, thầy lưu lại đó. Thì bây giờ nó phản ánh lên cái trang web của mình nè. Bây giờ thầy muốn trả ra hai cái thành phần này nhưng mà bây giờ thầy không muốn có cái deep này bọc lại, à thì lúc đó các bạn dùng một cái thẻ nó gọi là react.fragment ở đây. Thì lúc này cái thẻ này chỉ đóng vai trò là gom lại thôi, nó sẽ không tạo thẻ gì ra hết. Thấy chưa? Đây, các bạn vô đây ha. Như vậy là chỗ này thầy không muốn có cái này thì các bạn để là react chấm fragment, rồi các bạn đóng nó lại. Đây, bắt vô. Thấy chưa? Và khi mà nó nạp cái trang lại, các bạn thấy nè. Đấy, các bạn thấy là nó không còn cái thằng deep nó bọc lại nữa các bạn, là nó bỏ ra đúng hai cái thành phần này thôi. Thấy chưa? Thì cái này nó gọi là react fragment. À, nhưng mà vấn đề là nếu mà nhìn vô gõ cái câu này nó cũng dài quá, thì nó có cú pháp rất ngắn gọn, bỏ cái này luôn, bỏ này luôn, rồi bỏ cái này luôn. Rồi các bạn chỉ cần ghi như vậy thì nó là React Fragment nha. Và lúc đó nó chỉ tạo ra đúng hai cái thành phần này thôi, và nó sẽ tự dùng cái này nó bọc lại cho mình mà nó không tạo ra một cái thành phần cha nào nữa hết. Đây, nó cũng là hai thành phần này. Được chưa các bạn? Như vậy đó, người ta gọi là khái niệm React Fragment. Như vậy là nhớ nguyên tắc ở trong cái render, khi mà trả ra lúc nào cũng phải có một cái thằng cha bọc tất cả lại. Trong trường hợp các bạn không thích cái thằng cha đó để được tạo ra thì các bạn dùng cái cú pháp của Fragment ngắn gọn như thế này là được. Thì lúc này nó sẽ tạo ra cho mình đúng hai thành phần này và nó không có cái thành phần cha được tạo ra. À, nó gọi là fragment nha các bạn.